Nam mô Bản sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Nam mô A Di Đà Phật. Kính bạch chư Tôn Đức Tăng Ly cùng các quý thiện nam tín nữ Phật tử. Hướng đến kỷ niệm ngày đản sinh của Đức Phật, Phật lịch 2564, dương lịch 2020. Cũng xin chia sẻ một vài những vấn đề liên quan đến sự kiện đản sinh của Đức Phật để chúng ta hiểu rõ hơn về ý nghĩa của các biểu tượng liên quan đến sự đản đản sinh của ngài. Theo các sử liệu Phật học ấy, thì ghi nhận là Đức Thế Tôn của chúng ta trước khi mà giáng sinh xuống cõi Sa Bà này ấy, thì ngài đã trải qua ba tăng kỳ tiếp tu hành và trở thành một vị Bồ Tát nhất sinh bổ xứ ở trên cùng trời đâu xuất đà thiên. Khi mà Đức Thế Tôn á, quyết định Giáng sinh xuống thế gian này ấy, thì bây giờ Bồ Tát Hộ Minh là tiền thân của Đức Phật chúng ta thì có quan sát và suy nghĩ năm vấn đề. Thứ nhất là thời điểm Giáng sinh hay là thời điểm đàn sinh. Ở đây nói đến cái chữ thời này á, thì trong Phật học có nói đến là Đức Thế Tôn chọn vào thời kỳ kiếp giảm khi tuổi thọ của nhân loại đấy khoảng 100 tuổi. Theo Phật học thì hiện nay chúng ta đang nằm trong kiếp giảm. Kiếp giảm là gì? Tức là cứ khoảng 100 năm thì tuổi thọ bình quân của con người giảm xuống một tuổi. Và khi hết kiếp giảm tức là tuổi thọ bình quân chỉ còn có 10 tuổi thì sẽ tăng trở lại cứ 100 năm ấy, thì tăng thêm một tuổi mà tăng cho đến 8 vạn 4 năm rồi từ 8 vạn 4 năm ấy, giảm xuống giảm dần cho đến 10 năm và Đức Thế Tôn chọn cái thời điểm đàn sinh là thời điểm kiếp giảm khi tuổi thọ bình quân đó là 100 năm. Hay nói như tuổi của Đức Thế Tôn ấy là 85. Đây là gọi là thời Thời điểm xuất hiện ở thế gian Thứ hai nữa là chọn quốc độ Ở trong thế giới sa bà này Tam thiên đại thiên thế giới Thì Ngài chọn sinh ra ở đâu Nhiều người cho rằng là tại sao Đức Phật không sinh ở Việt Nam Không sinh ở Trung Quốc Không sinh ở một cái nước nào khác trên cái địa cầu này Lại sinh ở Ấn Độ Thì thông lệ của chư Phật và thường pháp của chữ Phật là sinh ở trung tâm của vũ trụ và Ấn Độ được coi là trung tâm của vũ trụ ở đây trung tâm ấy nó có mấy cái nghĩa một là nó nằm giữa khoảng các khu vực của các cái đất nước thứ hai cái ý nghĩa của trung tâm là cái nơi mà văn hóa nói như cách bây giờ chính trị tôn giáo kinh tế là phát triển bậc nhất đương thời. Vì thế nó được gọi là trung tâm. Nếu mà quan sát trên khắp thế giới về mặt lịch sử lúc bấy giờ thì không có nước nào trên thế giới này cách đây 26 thế kỷ phát triển bằng Ấn Độ. Về cả tư tưởng, về học thuật, về kinh tế và xã hội. Tại sao lại nói như vậy? Chúng ta cứ biết rằng là ngay chúng ta hiện nay là cách Đức Phật 26 thế kỷ rồi. Kinh Phật chúng ta đọc vẫn còn không hiểu. Tiếp cận với Phật Pháp vẫn còn lờ mờ. Nếu không có người giảng dạy không hiểu được. Vậy thì cách đây 26 thế kỷ làm thế nào để chúng ta có thể tiếp cận được Phật Pháp mà hiểu được? Nếu không phải là trung tâm của văn hóa, nếu không phải là trung tâm của tri thức, thì không cách gì mà có thể tiếp cận được giáo lý của Đức Phật. Cho nên cái lý giải thứ hai là Đức Phật chọn cái quốc độ đấy mà để đản sinh, cái đó chính là Ấn Độ. Chứ không phải là Việt Nam, mà cũng không phải là Trung Quốc, mà không phải bất kỳ một nước nào trên thế giới bây giờ. Thứ ba là chọn về giai cấp. Đương thời Ấn Độ thì đều ghi nhận là có bốn cái giai cấp. Bà La Môn, tức là tầng lớp tăng sĩ lúc bây giờ cũng gọi là tu sĩ thứ hai là tầng lớp vua chúa họ sát đến lợi tầng lớp thứ ba là thương nhân thợ thủ công và thứ tư là dân nghèo vậy thì đức phật chọn đàn sinh vào tầng lớp nào ở đây ngài có suy nghĩ về cái chuyện này tám chín mươi dân số là dân nghèo Tại sao Đức Phật không chọn vào sinh vào tầng lớp dân nghèo để lấy số đông? Chúng ta thấy rằng các vị giáo chủ trên thế gian này của các tôn giáo lớn trên thế giới đều xuất thân từ tầng lớp bình dân, tức là tầng lớp dân chúng đại đa số. Ví dụ như là Đức Kitô Giêsu này, rồi Đức Mohammed của các đạo khác đều xuất thân từ tầng lớp bình thường nhưng bồ tát có một điều suy nghĩ nếu mà ngài xuất thân từ tầng lớp bình thường mà xuất ra tu hành ấy thứ nhất không có cái gì để từ bỏ thứ hai xã hội sẽ không có tôn trọng và thứ ba vì không tôn trọng người ta sẽ không tin theo người ta cho rằng là nghèo quá khổ quá cho nên đi tu mà thôi nếu ngài lại chọn cái tầng lớp là Bà La Môn thì ngài có tu hành đắc đạo thì cái đạo ấy cũng chỉ là đạo Bà La Môn mà thôi. Người ta cho rằng ngài cũng chỉ là hiện thân của một cái vị thần nào đó của một tôn giáo đã có sẵn. Đối với tầng lớp mà buôn bán thì cũng giống như vậy, giống như tầng lớp dưới và cuối cùng là ngài chọn là đản sinh vào tầng lớp sát đế lợi, tức là xuất thân vào tầng lớp đế vương vua chúa để làm cái gì có cái để từ bỏ tức là cậu, sau này ngài bỏ nó để mà suy xuất ra thì nó mới xứng đáng tức là có quyền lực để bỏ có tài sản để bỏ có vợ đẹp con khôn để bỏ có mọi thứ trên thế gian mong cầu mà ngài phải bỏ đó là cái điều thứ nhất thứ hai ấy, là xuất thân trong cái tầng lớp cao quý thì khi có thành đạo người ta dễ tin người ta sẽ tôn trọng và khi tin, khi tôn trọng thì nhất định họ sẽ thực hành theo. Và đây là lý do mà Đức Phật chọn tầng lớp sát để lợi. Do vậy, chúng ta thấy là trong tất cả các giáo chủ trên thế gian, chỉ có Đức Phật ấy, là xuất thân từ tầng lớp đế vương mà thôi. Còn ngoài ra, tất cả các giáo chủ của các tôn giáo hiện có trên thế giới này hàng ngàn tôn giáo khác nhau đều xuất thân từ tầng lớp bình dân. Đây là cái điểm khác Thứ tư là Ngài chọn là trong các cái tầng lớp đế vương ấy thì chọn vị đế vương nào. Ấn Độ lúc bây giờ có tới 18 quốc gia nhỏ đấy. Hiện nay Ngài chọn là chọn thành ca tỷ la vệ. Không phải một nước lớn, cũng không phải là một nước nhỏ. Vì sao? Bởi vua tình phạm là cái người có đạo đức và có dòng máu trong sạch đấy trong bảy đời Ngày xưa người ta rất coi trọng cái, cái, cái tầng lớp xuất thân Cho nên nói rằng là phụ mẫu bảy đời đều là huyết thống trong sạch Tức là đạo đức khả quan Bởi có sinh ra ở trong những các cái gia đình như vậy Thì không sau này không ai người ta nói đến cái xuất thân của anh được Và cái sự xuất thân tốt đẹp Thì nhất định sẽ có cái nền tảng giáo dục tốt đẹp Và thứ năm Ngài chọn là ai làm mẹ Thực ra chúng ta biết rằng là là vua Tịnh Phạn không phải chỉ có hoàng hậu Ma Gia là vợ đâu. <laughs> Bởi vì không có một ông vua nào có một vợ cả. Mà ngài có rất nhiều các thế thiếp khác nhau. Và lúc bấy giờ vua Tịnh Phạn có cưới hai hai chị em ruột là bà Ma Gia phu nhân và bà Ma Ha Ba Xà Ba Đề, tức là hai chị em ruột. Cùng lớn một người Và còn có nhiều các phi tần nữa Thế nhưng trong hai người này ấy, Thì Bồ Tát chọn ai làm mẹ Thì thấy Có một cái điều là Ngài chọn ai cái tuổi thọ Chỉ còn có 10 tháng 7 ngày Và lúc bây giờ Ngài thấy ấy, bà Ma Gia Là cái tuổi thọ Chỉ còn có 10 tháng 7 ngày Cho nên chọn đầu thai vào hoàng mộng ma ra cho nên mới dẫn đến cái chuyện là khi ngài mà sinh ra là 7 ngày sau là thân mẫu qua đời thế còn bà ma ha ba xà ba đề sau này là là tuổi thọ rất dài cho đến khi mà đức phật thành đạo mà còn xuất ra theo ngài này. và đây là năm cái điều mà đức thế tôn phải lựa chọn sau khi mà đã chọn thấy như thế đầy đủ rồi á thì ngài mới quyết định là xả cái tuổi thọ ở cõi trời. Bởi vì sinh lên cõi trời cái thọ mạng nó rất dài. Do đó cái tuổi thọ của ngài ngài phải xả bỏ. Mới có thể đầu thai xuống thế gian để làm một con người như những người bình thường. Và lúc bây giờ vào khoảng đêm rằm tháng 6 khi mà tuổi thọ của thân mẫu của ngài đấy bà mã gia phu nhân ấy còn có 10 tháng 7 ngày thì bồ tát hộ minh quyết định đầu thai quyết định đầu thai tức là chúng ta gọi là giáng sinh thế thì đêm hôm đó là hoàng hậu làm mộng thấy một cái con voi trắng sáu ngà phải không trên đầu vòi có quận một cái cuộn một bông hoa sen trắng cưỡi mây lăm sắc từ trên hư không ấy, xuống rồi đi vào trong trong cung đi vòng quanh giường nằm của của hoàng hậu ba vòng rồi khẽ hút vào hông bên phải của ngài và biến mất thì lúc bấy giờ là hoàng hậu tỉnh giấc và sau đó thì biết rằng là đã đã có thai ở đây biểu tượng con voi trắng là biểu tượng cho sự cát tường đối với phật pháp voi trắng là biểu thị cho cái hạnh nguyện và sự trong sạch cho nên đó, bồ tát văn thù cũng cưỡi voi trắng sáu ngà. đức phật xuất hiện ở thế, trên thế gian là biểu thị là voi trắng sáu ngà. cho nên ở các nước phật giáo lam truyền cho đến hiện giờ người ta rất coi trọng voi trắng và chỗ nào mà có voi trắng xuất hiện thì người ta cho rằng đó là một điểm lành cho rằng đó là có các bậc thánh quân, thánh minh ra đời. Voi thì là con vật rất lớn, có sức mạnh nhưng nó lại rất hiền lành, biểu thị cho cái đức của chư Phật là đại hùng đại lực, nhưng cũng lại đại từ đại bi. Trắng là biểu thị cho bạch pháp hay là sự thanh tịnh tuyệt đối. Sáu ngà là biểu thị cho cái gì? lục độ vạn hạnh phiên bản cho nên nó mang tính biểu tượng mang tính biểu tượng vì thế trong các cái trụ đá của vua a dục có những các cái trên cái đầu trụ đá là nó có biểu tượng con voi này cho nên là con voi là biểu tượng của sự cát tường cũng là biểu tượng cho cái sự xuất hiện ở trên thế gian của đức phật quả nhiên là trải qua 10 tháng nếu mà ở trong thai 10 tháng thì đến cái kỳ mà sinh thì thông thường theo cái quan niệm của thế gian lúc bấy giờ ở Ấn Độ có một cái truyền thống người phụ nữ mà sinh con đầu lòng ấy thì phải trở về nhà của mình để sinh bao giờ mẹ tròn con vuông thì lúc bấy giờ người ta mới đón trở về nhà chồng tức là người phụ nữ là về nhà chồng có hai hai lần một lần là được đón dâu nhưng mà cái lần đấy là không quan trọng theo quan điểm như vậy bao giờ anh sinh được con mà đặc biệt là con trai thì lúc bấy giờ mới được đón chính thức đón cả mẹ cả con thì cũng tuân theo cái tập tục ấy cho nên là hoàng hậu đã có xin phép nhà vua để trở về về quê hương của mình để chuẩn bị cho cái kỳ sinh lở Và nhà vua đã À, đồng ý và chuẩn bị xe cộ cho nên trong cái quãng từ thành ca tỷ la vệ trở về đến quê hương của của hoàng hậu thì phải đi qua một cái khu vườn mà trong sử sách thường nói đó là vườn lâm tỳ ly thì đây hôm đó là về buổi chiều tối thì đến cái vườn đó cho nên là cái đoàn tùy tùng là phải vào cái cái vườn đó để nghỉ qua đêm cái sáng hôm sau tiếp tục lên đường trở về quê. Thế buổi sáng sớm hôm đó thì hoàng hậu thức dậy sớm, nó chuyển hướng từ mùa xuân sang mùa hạ, cho nên là bà đã dậy sớm và đi dạo trong cái khu vườn với cái không khí rất là mát mẻ, chăm hoa đua lở. Thế rồi trong sử sách này nói rằng là trong vườn đấy nó có cái cây hoa gọi là hoa vô ưu chúng ta gọi là hoa ưu đàm theo truyền thuyết thì cho rằng là cái cây này nó tới ba ngàn năm nó mới ra hoa một lần và khi nó nở hoa thì báo hiệu cái điểm lành của các bậc thánh nhân xuất hiện và trong vườn khi bây giờ đã có cái, cái, cái các cái cây hoa vô ưu đều nở hoa một cách rực rỡ thế và hoàng hậu đã tiến gần đến cây vô ưu thấy có một cái bông hoa rất lớn xà thấp trước mặt và đưa cánh tay phải để với đấy bẻ cái cành hoa thì lúc bây giờ là trời đất chuyển động và lúc bây giờ thì hoàng hậu hạ sinh ra thái tử theo truyền thuyết thì thái tử đản sinh vào ngày mùng 8 tháng 4 giờ dần tại vườn lâm tỷ ly ngài hạ sinh như từ bên hông bên phải của thân mẫu Khi vừa đặt chân xuống dưới đất Thì dưới đất xuất hiện Những các cái bông hoa sen đỡ dưới chân Rồi bây giờ Ngài xoay mặt về hướng đông Hướng của bình minh mặt trời đang mọc Đi bảy bước Thì mỗi một bước chân của Ngài Thì có một bông hoa sen đỡ chân rồi đến bước thứ bảy thì Ngài dừng lại Không có bước tới 8 bước và tay phải chỉ trời, tay trái chỉ đất à, Nói một cái câu mà chúng ta gọi là Phật ngôn ấy, Thiện thượng, thiên hạ, duy ngã, độc tôn Rồi trên hư không thì bỗng chốc là xuất hiện chín con rồng Phun hai cái dòng nước nóng lạnh để tắm gội cho kim thân của Đức Phật Chính vì vậy cho nên là tất cả các cái chùa mà miền Bắc chúng ta, chùa cổ thì đều có một cái tòa cửu long để trước Tam Bảo trong đó là mô tả lại cái thời khắc mà đức phật của chúng ta xuất hiện ở thế gian nghe cái câu chuyện này thì chúng ta thấy nó giống như là một câu chuyện cổ tích nó mang nhiều các cái màu sắc thần bí hơn là sự kiện lịch sử do chúng ta biết rằng là Đức Phật của chúng ta, ấy, những người học Phật thì biết là Phật có ba thân, pháp thân, ứng hóa thân và báo thân. Còn nói theo ngôn ngữ hiện đại thì có Đức Phật lịch sử, tức là con người thật. Thứ hai là Đức Phật tôn giáo. Đức Phật tôn giáo là gì? Nó đã mang màu sắc thần bí. Và thứ ba là Đức Phật lý tưởng. Đức Phật lý tưởng tức là Đức Phật chân lý. Đức Phật lý tưởng đó chính là Phật Pháp Thân Phật tôn giáo ấy thì chính là ứng hóa thân Tức là nó mang tính chất biến hóa rồi Và báo thân Báo thân mới là Phật lịch sử Cho nên chúng ta đừng có nhầm lẫn Giữa ba vị Phật này Cho rằng đó là huyễn hoặc hay là không phải huyễn hoặc Nhưng chúng ta phải lý giải được Các cái yếu tố liên quan đến sự kiện này Thì mới hiểu rõ được Cái ý nghĩa bên trong Đức Phật không sinh ra mùa xuân Cũng không phải sinh ra vào mùa hạ Mà Ngài sinh vào cái gạch lối Giữa xuân và hạ Một năm theo quan điểm của Phương Đông Nó có bốn mùa Xuân, hạ, thu và đông Mùa xuân là cái gì? Xuân sinh Tức là mùa xuân là vạn vật sinh sôi Mùa hạ là vạn vật nó tăng trưởng Hạ trưởng mùa thu là thu liễm tức là cây cối nó bắt đầu thu nhựa lại và bắt đầu chuẩn bị suy tàn đông là vạn vật tàn lụi cho nên đức phật không sinh vào mùa thu cũng không sinh vào mùa đông là mùa của sự tàn lụi và chết chóc mà ngài sinh vào cái gạch lối giữa xuân và hạ xuân sinh hạ trưởng từ chỗ sinh đến chỗ phát triển Xưa kia thì chúng ta thường kỷ niệm ngày Đức Phật đản sinh là ngày mùng 8 tháng 4. Nó là gạch lối giữa xuân và hạ đấy. Bây giờ thì chúng ta theo thông lệ của thế giới thì lấy rằm tháng 4 để kỷ niệm. Và Phật giáo Long truyền thì hợp nhất ba cái ngày kỷ niệm của Đức Phật đản sinh, thành đạo và niết bản. Ba cái ngày này hợp nhất đều là dằm tháng tư âm lịch nên gọi đó là lễ tam hợp của Đức Phật và lấy cái ngày trăng tròn tháng Vê sắc cho nên chúng ta gọi lễ Phật đản là lễ Vê sắc Vê sắc là tháng năm dương lịch tương đương với tháng năm đó là ngày trăng tròn tháng năm dương lịch và tháng năm dương lịch thì thường nằm trong tháng tư âm lịch còn tại sao Phật giáo Bắc truyền đấy cổ truyền là lấy mùng 8 tháng 4. Xưa kia tất cả các sách kinh sách của Phật giáo Bắc truyền đều ghi thống nhất Đức Phật sinh ngày mùng 8 tháng 4. Tại sao nó có cái lý do như vậy? Thì cái này á theo lịch pháp cổ của Ấn Độ thì những ai học Phật thì sẽ biết là một tháng 30 ngày của chúng ta bây giờ ấy thì Ấn Độ ngày xưa nó chia làm hai tháng một tháng có 15 ngày thôi Tháng mà khi bắt đầu từ mùng 1 đến ngày 15 Được gọi là tháng Bạch Nguyệt Tức là tháng Trăng Sáng Trăng nó sáng dần lên Và cho đến khi nó tròn Từ ngày 16 cho đến ngày 30 Thì gọi là tháng Hắc Nguyệt Trăng nó sẽ tối dần Trong sử sách ghi rằng Đức Phật sinh vào ngày giữa tháng của tháng Trăng Sáng và ngày giữa tháng của tháng trăng sáng thì là ngày mùng 8. Còn ngày giữa tháng của tháng trăng tối là ngày 23. Nhưng mà bây giờ giữa tháng thì nó lại là ngày rằm. Chứ không phải mùng 8. Cho nên xưa kia là ghi Đức Phật sinh vào ngày giữa tháng của tháng trăng sáng. Và như thế khi mà chuyển sang lịch pháp của Trung Quốc ấy, thì nó nhằm mùng 8 tháng 4 là chính xác. Còn sau này khi mà căn cứ vào trụ tháp của A Dục Vương và các nước Phật giáo Lam Truyền thì cho rằng là Đức Phật sinh vào ngày giữa tháng của tháng Vê Sắc. Nó cũng không có sai. Tháng Vê Sắc thì nó có hai tháng. Tiền Vê Sắc tức là tháng Bạch Nguyệt. Hậu Vê Sắc là tháng Hắc Nguyệt. Các Ấn Độ bao giờ một tháng cũng có hai, hai phần tiền tức là lửa tháng đầu. Hậu là lửa tháng cuối. Thế thì chúng ta kỷ niệm ngày mùng 8 theo truyền thống là như vậy. Thứ hai nữa là theo quan niệm của của Trung Quốc khi Phật giáo mà truyền đến Trung Quốc ấy, thì và Việt Nam chúng ta cũng vậy thôi. Trong các cái nước mà có truyền thống giống nhau thì mùng 8 nó là ngày giữa tháng của tháng Bạch. Nhưng ấy, cái con số 8 thì đối với người phương Đông người ta đó là con số cát tường. Sự tốt lành và Đức Phật thì phải sinh vào cái ngày tốt. <laughs> bát này, bát là nó đồng âm cái nghĩa là phát triển. Phát tài, phát lộc. <laughs> cho nên người ta thích cái con số 8 chính như vậy. Phật là sinh mùng 8 tháng 4, xưa nay là là nói như vậy. Cho nên ấy Việt Nam chúng ta hiện nay ấy nó có cả Phật giáo Bắc truyền, có cả Phật giáo Nam truyền, cho nên là giáo hội mình thống nhất là không có nói là ngày Phật đản nữa mà tuần lễ Phật đản, tức là kỷ niệm từ mùng 8 cho đến ngày rằm và giữ cả hai truyền thống chứ chúng ta không không bỏ cái ngày mùng 8 mà chúng ta cũng không nhất thiết là ngày rằm và cũng không nhất thiết là ngày nào cả từ trong một tuần lễ từ mùng 8 cho đến ngày rằm đều tổ chức kỷ niệm ngày đản sinh của Đức Phật và như thế là chúng ta đang dung hợp cả hai cái truyền thống là Bắc truyền mùng 8 tháng 4 và Nam truyền tam hợp là ngày rằm tháng 4 thì như đã nói là Đức Phật không sinh vào cuối xuân đầu đầu hạ tức là nó là gạch lối của sự sinh sôi và phát triển để biểu thị cho một cái điều gì Phật ra đời là đem lại cái ánh sáng Phật ra đời là đem lại cái sự phát triển cho nhân loại do đó nó biểu thị cho cái sự sinh trưởng và phát triển thứ hai nữa chúng ta thấy rằng khi ngài sinh ra, cái sự xuất hiện của ngài là khi đặt chân xuống dưới dưới đất đấy, thì có hoa sen lở đỡ chân. Điều này nói lên cái điều gì? Chúng ta biết rằng hoa sen là cái hoa của mùa hạ và nó có một cái biểu tượng cho cái sự thanh cao thoát tục. Trên thế giới này thì có hai cái quốc gia đang lấy hoa sen làm quốc hoa. Ấn Độ là cái nước dùng hoa sen trắng làm quốc hoa của Ấn Độ. Và Việt Nam chúng ta thì cũng bầu chọn hoa sen nhưng mà lấy hoa sen hồng làm biểu tượng của đất nước. Hoa sen có những cái đặc điểm thế này. Chúng ta biết rồi, gần bùn mà chẳng hôi tanh mùi bùn cho trong sách hán thì nói là liên hoa bất trước thủy, tức là hoa sen không dính nước. Cõi thế gian này nó nóng bức như mùa hè, cho nên á nó bị thiêu đốt, nhiệt lão bởi tham dục sân hận và si mê. cái sự ô trược của chúng sinh nó giống như bùn lầy nước động, nhưng mà ở đâu có bùn lầy nước động? mà đó mà trồng được sen vào thì chúng ta thấy có một cái điều kỳ diệu xảy ra là nước đục sẽ biến thành nước trong. Tanh hôi của mùi bùn sẽ biến thành cái hương thơm ngát. Cái nóng bức của mùa hè nhiệt ngã như vậy nếu chúng ta ngồi trước cái hoa sen hay ngồi trước cái đầm sen thì bao nhiêu cái sự nóng bức nhiệt lão đều tiêu tan hết. Cũng giống như vậy phật ra đời giữa thế gian này nó là thế gian của ngũ trược ác thế, ngũ trược là năm cái sự ô trược. Ô trược ấy nó giống như bùn lầy, ác thế nó giống như là sự nhiệt lão. Và Phật pháp có khả năng chuyển hóa cái bất tịnh thành cái thanh tịnh, biến cái nhiệt lão thành cái giải thoát, thành lương. Do đó, nhưng ở trong đời lại không nhiễm cái mùi của đời không nhiễm tục giống như hoa sen ấy, sinh ra trong bùn nhưng lại không nhiễm mùi bùn cái sự thanh cao của đức phật cũng giống như vậy hoa sen thì có hình thể màu tròn bên trong nó lại có gương đài và hạt cái sự cái sự tròn trịa của hoa sen đấy nó biểu thị cho sự viên mãn của đức hạnh trong có hạt có nhân biểu thị cho cái nghĩa nhân quả đồng thời. Trong nhân có quả, trong quả có nhân. Và đây cũng là biểu thị cho toàn thể giáo lý của Đức Phật. Phật Pháp không ngoài hai chữ nhân quả. Nhân nào thì có quả ấy. Một cái đẳng điểm nữa của hoa sen là từ củ, rễ, cành, lá, hoa nhị của nó đều có thể dùng làm thuốc để chữa bệnh. Phật Pháp là cái thuốc gọi là Pháp Dược để chữa lành tất cả các căn bệnh trần lao phiền não sinh tử của chúng sinh. Cho nên hoa sen ấy, có tác dụng là thuốc. Hoa sen là một cái loại hoa có sắc, có hương. Chúng ta thấy có những loài hoa thì có sắc không có hương, có loài có hương không có sắc và có là các cái loài có hương sắc ấy, thì phần lớn là nó chiêu dụ ong bướm tới gần. Nhưng hoa sen tuy có sắc, tuy có hương nhưng ong bướm không gần. Và chính vì thế cho nên hoa sen là biểu tượng của Đức Phật, biểu tượng cho giáo pháp của Đức Phật và biểu tượng cho cái sự chuyển hóa, mầu nhiệm. Cho nên là Đức Phật sinh ra là bước chân lên hoa sen này, thành đạo ngồi trên tòa sen này, phải không? thuyết pháp cũng thuyết cái kinh gọi Diệu pháp liên hoa tức là hoa sen màu nhiệm tức là màu nhiệm của gì của hoa sen cái màu nhiệm của hoa sen là cái sự chuyển hóa khổ đau thành giải thoát giác ngộ chuyển hóa cái sự bất tịnh thành cái sự thành tịnh cho nên đó hoa sen là biểu tượng vì thế mỗi một bước chân của ngài đi thì đều có hoa sen lở điều đó nói lên cái ý nghĩa gì nói lên cái ý nghĩa Phật Pháp đi đến đâu ấy, thì cuộc đời lở hoa đến đó. Phật giáo được truyền bá đến đâu ấy, thì đất bằng sỏi đá cũng biến thành hoa sen. Tâm đau khổ của chúng sinh cũng biến thành hương thơm tỏa ngát. Cho nên ở đâu có Phật Pháp thì ở đó có chúng sinh an lạc. Ở đâu có Phật Pháp thì ở đó có hạnh phúc. Phật Pháp được chuyển hóa đến đâu ấy thì hoa sen lở đến đó. Hạnh phúc có được tới đó. Cho nên là mỗi bước bước chân của Phật là đều có hoa sen nở. Tại sao lại đi 7 bước mà không phải là 8 bước, không phải là 10 bước, mà lại tại sao lại phải hướng về phương Đông? Chúng ta biết rằng phương Đông là phương của ánh sáng, phương của mặt trời mọc. Đông nó thuộc mộc, mộc là sinh hòa, là phát ánh sáng, cho nên phương Đông là phương của ánh sáng. Ánh sáng là biểu gì? Phương của trí tuệ. Ngày nay chúng ta gọi là là phương của tri thức nhân loại đấy. Đức Phật hướng về phía chân lý, hướng về ánh sáng của nhân loại. Cho nên ngài mới hướng mắt về phương phương đông để bước tới. Tức là bước tới thì Phật pháp là bước tới cái sự quang minh, bước tới cái tri thức, bước tới cái gì? Vô thượng trí. Mà để bước tới được cái vô thượng trí ấy, vô thượng chính đẳng chính giác ấy thì phải trải qua bảy cái bước tu tập bảy cái bước chuyển hóa, bảy cái sự thành tựu. Con số 7 là cái con số rất mầu nhiệm trong Phật pháp. Ngoài đời thì nói đến số 7 người ta sợ lắm. Ngày 7 ngày 3 là người ta tiêng phải không? Thế nhưng mà đối với Phật pháp thì số 7 mới là con số kỳ diệu. Số 7 là kết hợp giữa hai con số con số 4 là tứ phương Là không gian 4 chiều Và con số 3 là thời gian 3 chiều Không gian hợp với thời gian tức là thành vũ trụ Và con số 7 là con số của vũ trụ Thời gian thì có quá khứ hiện tại bị lai cho nên là nó có ba đời Không gian là nó bốn chiều đông tây nam Mắc nó biến ra thì là thập phương hợp giữa thập phương tam thế đấy nó thành con số 7 số 7 là vũ trụ và bảy bước đi ấy là bảy cái bước đi để chuyển hóa cả vũ trụ bảy cái bước đi ấy để làm thầy của cả vũ trụ cái người mà nắm giữ được cái quy luật của toàn thể vũ trụ thì làm thiên nhân sư làm thầy của cho cả trời người cho nên bảy bước đi của đức phật là bảy cái bước đi gọi là đại hùng ngự vũ tức là bậc đại hùng ngự trị cả vũ trụ cho chúng ta là trong phật pháp mới có cái thuyết là sinh ra trong đầu thai là 7 ngày 7 tuần và tất cả cái số ngày mà chúng ta nằm trong thai mẹ là chia hết cho cho bảy Chết đi cũng chuyển hóa Bảy bảy bốn chín ngày Và kể cả số ngày chúng ta sống trên thế gian này Cũng sẽ chia hết cho bảy Và đây là một sự thật Cho con số 7 là một con số nó mổ nhiệm của Phật Pháp Nhưng mà có một cái ý nghĩa thứ hai ấy, Con số 7 này là bảy cái, cái giai đoạn tu tập Để chuyển hóa từ một người phàm phu đấy Thành một vị Phật trong kinh a hàm trong kinh ly Gaza có cái có một cái bản kinh bảy trạm xe bảy trạm xe để đi từ cái thành phố này đến cái thành phố kia thì phải qua bảy cái trạm xe và mỗi cái trạm xe ấy phải xuống xe đổi ngựa và bước lên một cái xe mới và cuối cùng sẽ đến được cái đích cuối cùng cần phải đến khi nói cái bộ kinh này thì đức phật thần nói là cũng giống như vậy một cái ông vua ông đi từ cái thành phố này đến thành phố kia ông phải qua bảy cái trạm xe và mỗi trạm xe là phải đổi xe đổi ngựa. Không thể cho rằng là là cái trạm xe cuối cùng là cái trạm xe tới đích, nếu không có cái trạm xe thứ sáu thì không có trạm xe thứ bảy. Không có cái trạm xe thứ năm thì không có cái trạm xe thứ sáu. Và cũng giống như thế không có trạm xe thứ nhất thì không bao giờ đến được cái trạm xe thứ hai. Và bảy cái trạm xe này là cái nọ làm nền tảng cho cái kia để đến được cái đích cuối cùng. Cũng giống như vậy Trong Phật Pháp có 7 cái Pháp Mà chúng ta gọi chung là 37 phẩm Chờ đạo Thứ nhất Là tứ liệm xứ Đây là cái Pháp tu là Tu tứ liệm xứ Là Pháp thứ nhất Rồi tứ liệm xứ rồi mới tu đến tứ chính cần Là thứ hai Thứ ba là tứ như ý túc phải không Thứ tư là năm căn Thứ năm là năm lực Thứ sáu là thất giác Giác chi Và thứ bảy là bát gì? bát chính đạo nếu không có cái thất giác trí thì cũng không thành tựu được bát chính đạo không có tứ liệm xứ thì cũng không thành tựu được tứ chính cần không có tứ chính cần thì cũng không thể thành tựu được tứ di túc và các cái pháp tu này nó làm nền tảng cho nhau để cuối cùng thành tựu được bát chính đạo để tiến tới giải thoát giác ngộ thành phật cho nên bảy cái bước đi của đức phật là chỉ cho chúng ta mỗi con người đều có khả năng thành Phật như Phật không khác và đều có khả năng chuyển hóa tự thân và chuyển hóa chúng sinh khi chúng ta tu tập qua cả bảy giai đoạn này, tức là từ tứ liệu xứ tứ chính cần tứ nhi y túc năm căn năm lực thất giác chi và bát chỉ bát chính đạo. Cho nên nó không thể có tám bước. Cho nhiều người bảo tại sao Đức Phật có bát chính đạo tại sao không nói là 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 đi tám bước? thực ra cái chữ bát chính đạo nhiều người cứ nó dịch nó thành là tám con đường nhưng mà không phải tám con đường nó chỉ có một con đường mà thôi nhưng mà con đường ấy nó có tám nhành có tám cái nội dung chứ không phải là tám bát chính đạo là tám đường mà nó chỉ có một con đường duy nhất nhưng mà con đường ấy nó có tám cái nội dung khác nhau coi là tám chi phần chi phần chia ra là Và như vậy, bảy cái bước của Đức Phật đã chỉ cho chúng ta là bảy cái giai đoạn để tu tập để chuyển hóa, cũng giống như đi qua bảy trạm xe và cuối cùng sẽ đến cái đích. Chúng ta tu tập qua 37 phẩm trời đạo, bảy cái nhóm như vậy thì sẽ giác ngộ giống như Đức Phật không khác. Rồi trong truyền thuyết có nói rằng là khi bây giờ thì thì tay phải ngài chỉ trời, tay trái ngài chỉ đất. Và nói một cái câu tuyên ngôn là thiên thượng thiên hạ duy ngã độc tôn. Ở đây tay phải chỉ trời hay tay trái chỉ trời? Nếu mà trông vào số các cái tượng Đức Thích Ca Đản Sinh từ thời Nguyễn trở về trước thì tất cả các pho tượng cổ cho nên hiện nay một số người đang thắc mắc băn khoăn về cái chuyện này vừa rồi các vị cũng có hỏi ý kiến chúng tôi là tại sao phần lớn là đều thấy tượng đản sinh của đức phật ấy, tượng cổ đấy là đều tay trái chỉ lên và tay phải chỉ xuống mà đến bây giờ thì lại làm tay phải chỉ lên thì tay trái chỉ xuống vậy thế nào là đúng ý cứ vào đâu cho rằng là tay phải chỉ lên mà ý cứ vào đâu thì tay trái chỉ lên là đúng cổ xưa thì nếu nói là từ thời Nguyễn là khoảng từ Tự Đức trở về trước thì tất cả các tượng Đức Phật Thích Ca sơ sinh đều làm tay trái chỉ lên và có một cái câu nó trở thành thành ngữ là tả thủ chỉ thiên hữu thủ chỉ địa tức là tay trái chỉ lên trời và tay phải chỉ xuống dưới đất bởi vì căn cứ theo Triết học phương Đông ấy thì chúng ta cho rằng là tả nó thuộc về Thanh Long. Cho nên có cái câu tả Thanh Long hữu Bạch Hổ. Tay tả nhìn vào là là tay trái. Tay trái là tay của Thanh Long, Thanh Long nó là biểu thị cho dương. Tay phải là biểu thị cho âm. Cho nên ấy phải là tay trái chỉ lên thì thuận tay phải chỉ xuống là hợp lý hợp lý cho nên nó phù hợp với tả thanh long hữu bạch hổ như mà từ thời nguyễn khi mà tổ tính định tức là khai sơn của chùa trại hay là trốn tổ triển pháp có khắc ván một cái bộ là phật thuyết độ lượng tạo tượng công đức kinh thì y cứ vào cái bản kinh này thì trong đó tổ đã chỉ ra là căn cứ vào tất cả các kinh sách mà đức phật nói và từ trong là kinh phật bản hạnh tập kinh rồi căn cứ vào là thích ca phổ thích ca phương trí thì đều nói rằng đức phật là hữu thủ chỉ thiên tả thủ chỉ điện và lúc bây giờ mới chính thức có sách để cải chính cái chuyện này và từ đó về sau ấy, thì thầy lác đác bắt đầu là sửa lại tức là tay phải bắt đầu chỉ lên và tay trái chỉ xuống tức là đây là mang tính chất lịch sử cho nên là nhiều người bảo không biết thế nào là đúng thì theo cái, cái kiến giải ở trong các sách thì tay phải chỉ lên là đúng ở đây nó đúng có mấy lý do khi mà đức thế tôn sau này cũng vậy thành đạo cũng thế thì ca sa của ngài đắp ấy là y phủ trên vai trái và để hở vai phải. Và đức Phật thường thuyết minh nhé, cái vai trái này nó biểu thị cho ác bất thiện pháp, cho nên phải che nó lại. Và tay phải là biểu thị cho thiện pháp, cho nên ấy, khi lễ Phật đấy là phải để lộ cái vai phải ra, đầu gối bên phải quỳ sát đất. Do đó đức Phật tay phải chỉ lên là biểu thị cho gì? Chỉ lên trời là chỉ cái gì? tay phải biểu thị cho thiện pháp. Ngài chỉ cho chúng ta có một con đường, đó là con đường hướng thượng đi lên. Con đường đó là con đường của thập thiện, con đường của an vui tốt đẹp. Người nào thân làm thiện, miệng nói những điều thiện, tâm nghĩ những điều thiện, thì cuộc đời của những người đó là đang đi lên, đang hướng thượng. Tức là con đường hướng thượng là con đường của tay, tay phải chỉ lên nó giống như hoa sen ở trong bùn ra khỏi bùn nhô lên mặt nước và tỏa hương cho cuộc đời còn ngược lại tay trái ngày chỉ xuống đất là chỉ cái gì tay trái là điều bất thiện do ác bất thiện pháp và có một con đường là con đường đọa lạc đi xuống xuống đâu xuống địa ngục xuống đâu ngã quỷ xuống đâu súc sinh nếu thân là mát miệng nói điều bất thiện tâm nghĩ ác thì cuộc đời của những người đó từng ngày từng giờ đang đi xuống và xuống trong tam ác đạo khổ đau trong cuộc đời này duy nhất chỉ có hai con đường mà thôi và đức phật ngay lúc ra đời ngài đã chỉ cho chúng ta rồi cho chúng ta lựa chọn một là con đường hướng thượng đi lên còn hai là con đường hướng hạ đi xuống cho nên người xưa có nói là thuận giả thượng nghịch giả hạ thuận thì đi gì đi lên và nghịch thì đi đi xuống cho nên là hai tay chỉ rõ lối thăng trầm. Phật Pháp chỉ nói về hai điều thiện ác. Cho trong chùa tại, trước chúng tôi có nói tại sao có hai vị hộ Pháp là ông thiện và ông ác phải không? Ông thiện là để hộ trì cái cái thiện Pháp của con người, cái đó là cái cái Pháp hướng tượng đi lên. Còn tay trái là chỉ cho ác bất thiện Pháp và cái đi xuống. Cái đó cái phải che đậy, cái đó cái phải diệt trừ. Cho nên đắp y là phải phủ trên vai trái và vai phải để hở ra. Cho nên, căn cứ về nghĩa đó thì lấy hình tượng đản sinh của Đức Phật tay phải chỉ lên là hợp với chân lý, hợp với chính pháp, hợp với kinh điển đã ghi chép. Còn cái từ trước đến nay là nó có một số cái cái vấn đề sơ xuất cho nên là chúng ta ghi nhận đó là một cái thời điểm lịch sử nhất định. Vì vậy cho nên là Đức Đệ Tam Pháp Chủ Trước đây Ngài có làm một cái bài thơ đấy Để kính mừng sự đản sinh của Đức Phật Trong đó còn nói rõ cái lý này Chúng tôi xin đọc lại như thế này Muôn năm một hội hiện hoa đàn Đại giác tử tôn xuống thế gian Bảy bước chân lưng sen tiến hóa Hai tay chỉ rõ lối thăng trầm hai tay chỉ rõ lối thăng trầm tức là thuận thì thăng lên mà hạ thì chìm xuống mà hai tay chỉ rõ lối thăng trầm tràn đầy khí tốt nhà vua tịnh lừng lẫy tin mừng cảnh thắng lâm cứu khổ ban vui vì nguyện lớn đời còn kỷ niệm mãi muôn năm đây chính là cái thông điệp kính mừng phật đàn mà đức pháp chủ đã đã viết bảy bước chân của ngài là sen lưng ở dưới chân là lưng gì tiến hóa tức là sự chuyển biến tiến lên và giáo hóa chúng sinh hai tay chỉ rõ cái lối gì một là gì thăng lên thiên đường thăng lên cõi gì cõi phật còn trầm là gì chìm đắm xuống địa ngục ngạ quỷ súc sinh cái câu phật ngôn xưa nay thường hay nói là thiên thượng thiên hạ duy ngã độc tôn ở đây ấy, nhiều người cứ cho rằng cái chữ ngã ấy là ngài chỉ cho ngài nhưng mà cái ngã ấy là chỉ cho con người trên trời dưới đất con người mới là tôn quý nhất cho nên nho giáo sau này người ta cũng có cái câu là tam tài định vị độc nhân tối linh trời đất và con người con người là nằm giữa trời đất đầu thì đội trời chân thì đạp đất người thì ở giữa giữa trời đất nhưng mà không phải là trời đất linh thiêng mà con người mới là tối linh nhất trong trời đất bởi vì con người quyết định cả trời đất là trong kinh mới nói là làm trời làm phật làm ma đều là do chúng ta cho nên cái câu là thiên thượng thiên hạ duy ngã độc tôn phải hiểu là gì trên trời dưới đất con người mới là tôn quý nhất con người mới là đấng tối linh để quyết định tất cả Còn hiểu theo cái nghĩa thông thường nói rằng là trên trời dưới đất Phật là bậc độc tôn thì cũng không có sai không sai Nhưng mà cái nghĩa rộng hơn là con người ấy mới là người quyết định tất cả Trong đó còn nói đến cái cái sự kiện là khi Phật xuất hiện ở trên đời thì trái đất rung động 6 cách rồi trời mưa ra hoa rồi nhạc trời lừng vang rồi chư thiên tấu nhạc vân vân đấy là các cái cảnh tượng rất là huy hoàng và trong đó là xuất hiện có chín con rồng không phun hai cái dòng nước nóng lạnh để hòa thành một cái dòng nước ấm mát tắm cho kim thân của phật ở đây nó cũng mang ý nghĩa biểu tượng thôi chúng ta biết rằng là theo quan niệm ở xưa nay các cụ hay đi chùa thường khấn là con lại chín phương trời, mười phương chư Phật. Trời thì có chín phương thôi, đông, tây, lam, bắc là bốn phương, đông lam, tây lam, đông bắc, tây bắc là tám phương. Trên đầu chúng ta nữa là chín, còn dưới đất là, là đất rồi, cho nên là không không tính. Phật thì có cả mười phương bởi vì hạ phương có Phật, nhưng mà trời thì chúng ta thông thường gọi là chín phương và chín phương trời là biểu tượng cho chín con rồng phật ra đời thì đất lở hoa để đỡ chân rồng là trời thì đến để quy Trên cho nên khi ngài thành phật mới trở thành thiên nhân đạo sư trở thành thầy của cả cõi trời cả cõi người cho nên là rồng phải đến để tắm hầu cho phật rồng là biểu tượng cho tối cao của trời đất cho nên rồng là biểu tượng cho cho trời đối thế gian rồng là biểu tượng cho thiên tử con số 9 là con số dương lớn nhất trong tất cả các con số vì thế phật ra đời là cả chín phương trời đều quy y đất cũng phải dạp mình lở hoa một cái bậc vĩ nhân ra đời khiến cho cả trời đất cả nhân loại còn ai không quy còn ai không quy phục Cuộc đời này thì nó luôn luôn ấy có hai cái trạng thái nóng và lạnh. nóng <laughs> lạnh của cuộc đời ai cũng từng trải qua. Những cái người mà có thể đứng vững trong cái sóng gió nóng lạnh của cuộc đời ấy mà lở hoa mà đứng vững thì chỉ có Đức Phật. Cho nên ấy, nó làm thế nào để điều hòa được cái nóng lạnh thành cái dòng nước là gì? Không nóng không lạnh ấm mát thì đó là là phật pháp cho nên là cái vinh nhục sang hèn khổ sướng an vui gọi bát phong đấy nó biểu thị cho hai cái dòng nước nóng lạnh của cuộc đời khi cái lòng dòng nước nóng lạnh cuộc đời ấy nó dội vào con người ta nếu chúng ta không có định tâm vững vàng thì lập tức bị cái dòng nước ấy cái sóng gió của cuộc đời ấy nó làm cho chúng ta bị xoay chuyển chỉ có người làm chủ được bản thân Đứng vững bằng đôi chân của mình phải không Thì có thể trụ vững Trước cái sóng gió cuộc đời Và hình ảnh Đức Thế Tôn ra đời Là đứng vững hai chân trên hoa sen Tay phải chỉ trời Tay trái chỉ đất phải không Dòng phun nước và đứng vững Cho tất cả những các cái biểu tượng Mà liên quan đến cái sự xuất hiện của Đức Phật Nó mang ý nghĩa biểu tượng và chúng ta phải hiểu cái biểu tượng ấy một cách chân xác như vậy thì mới thấy cái ý nghĩa cao cả của sự xuất hiện của Đức Phật ở nơi thế gian này mang đầy đủ ý nghĩa nhân văn, mang đầy đủ ý nghĩa giáo dục, mang đầy đủ ý nghĩa giáo pháp và Phật pháp cao thượng. Còn không nếu chúng ta chỉ nghe câu chuyện như vậy thì nhiều người cho rằng là chuyện huyễn hoặc làm gì có người mà lại vừa đi sinh ra cái mà bước đi bảy bước được phải không lại nói mấy câu được đây nó mang tính chất biểu tượng thôi mà các cái biểu tượng đó chúng ta phải có cái từ khóa để mà giải mã khi giải mã như vậy thì nó ngay từ lúc ra đời sự xuất hiện của đức phật đã mang đầy đủ ý nghĩa giáo pháp rồi ngài đã khai thị rồi ngài đã chỉ đường rồi nhưng mà lúc bấy giờ chúng sinh còn mê không hiểu được ngài chỉ cái gì cả cho nên là ngài phải tiếp tục thị hiện vào trong cuộc đời tiếp tục thị hiện xuất ra tu hành và tiếp tục thị hiện thành đạo để chuyển bánh xe pháp luận đến lúc bây giờ chúng sinh vẫn còn vì chưa hiểu 49 năm thuyết pháp rồi vẫn còn có những người không hộ được lý này cho nên xưa kia mới có một cái, cái thuật ngữ là chưa rời đâu xuất đã dáng vương cung phải không chưa ra khỏi thai mẹ đã thành chính giác chính là chỗ này chứ đối với phật giáo lam truyền người ta cho rằng là khi đức phật đản sinh chỉ gọi là bồ tát thôi còn phật giáo đại thừa cứ gọi là phật đản tức là ngày phật sinh về lúc cái biểu tượng của ngài lúc ra đời đã thành phật rồi không cần phải tu hành gì cả mà giáo pháp lúc bây giờ đã chuyển pháp luân rồi nhưng mà lúc bây giờ là Pháp Luân vô ngôn Cho chúng sinh không hiểu Cho Ngài phải tiếp tục thị hiện Thị hiện đến cho bao giờ khai thị đến đến cuối cùng của chúng sinh ngộ được Thì lúc bây giờ Ngài mới gì? mới nhập điện Bản Chính vì vậy ngày nay chúng ta kỷ niệm ngày đản sinh của Đức Phật Một trong những các cái nghi lễ rất thiêng liêng quan trọng đó là Kính mừng cái sự xuất hiện của Đức Phật tái diễn lại cái sự kiện mà Đức Phật ra đời cho nên là dựng vườn lâm tỷ ly phải không thế rồi hoa sen bảy bước rồi hình tượng đản sinh của Đức Phật và đặc biệt trong đó có một cái nghi thức là không thể thiếu được linh thiêng quan trọng đó là tắm Phật có một cái bản kinh là dục Phật công đức kinh tức là Phật nói về công đức của việc tắm gội cho hình tượng của Đức Phật đại khái như vậy vậy thì chúng ta tắm gội cho Đức Phật là tắm thế nào và làm thế nào cho đúng ở đây thì xin chia sẻ một vài cái ý nghĩa thôi ở bản kinh này thì cũng không có dài ban đầu thì Đức Phật có nói về cái công đức mà sau khi Đức Phật nhập niết bàn đấy thì cúng dường hai cái thứ xá lợi một là cúng dường toái thân xá lợi tức là xá lợi bằng xương cốt của Đức Phật và thứ hai là cúng dường pháp thân xá lợi pháp thân xá lợi tức là kinh điển đọc tụng biên chép và tu hành rồi sau đó thì có nói đến cái việc là tắm tượng thế nào và Đức Phật có giải thích là muốn tắm tượng thì phải làm một cái đài cao tùy theo các cái tượng lớn nhỏ mà thiết lập đài theo giống như lối đàn tràng trên đó bày hoa rồi tôn nghiêm nước để tắm thì dùng các cái bột của chiên đàn đấy là trầm thủy vân vân tức là các cái loại hương thơm mài ra thành bột sau đó dùng nước nóng để đun lên pha thành nước ấm cũng pha thành nước nóng lạnh để thành cái nước ấm vừa phải sau đó thì dùng để dội lên tôn tượng của của ngài Thí lên như thế Rồi dùng khăn sạch để lau cho nó sạch trần cấu Rồi dùng nước sạch Để dội cho lấy hết cấu bẩn Rồi cuối cùng là lấy khăn sạch lau Khô Và rước tôn tượng trở lại vị trí cũ à, Trong đó thì cũng có nói đến là Là cách thức tắm tắm tượng như vậy và như thế thì không phải là là kinh mà nói về cái việc là tắm tượng vào ngày mùng 8 tháng 4 nhưng mà trong đó có cái bài kệ là ngã kim quán mộc chi như lai đấy, bây giờ đọc để tắm tượng đấy. Tịnh chí công đức trang nghiêm tụ ngũ trược chúng sinh linh di cấu đấy. nguyện chứng như lai tịnh pháp thân thì chính cái bài kệ này là bài kệ trong cái bản kinh này. Ngày nay thì chúng ta cũng làm lễ dục Phật tức là tắm Phật để kỷ niệm cái sự kiện xuất hiện của Đức Phật như đã nói ở trên thường thì tắm chư tôn đức có ở đây thì cũng chưa có kinh điển nào nói đến chỗ này cả nhưng mà đây là sự chỉ dẫn của chư tôn đức thôi thì chúng tôi cũng xin nói để chúng ta cũng có một cái ý niệm về cả nhiều người băn khoăn là khi tắm phật thì không biết là là tắm thế nào dội nước vào đâu dội mấy gáo thì thông thường các ngài nói là dội ba gáo trước hết đấy là chúng ta dùng một gáo nước nhỏ dội vào phía cánh tay trái ta dội từ vai trở xuống chứ không được dội lên trên đầu của đức phật bởi đức phật có cái cái biểu tướng là vô kiến đỉnh tướng cho nên là chúng sinh không được được dội nước trên đỉnh đầu phật trước hết là dội vào vai trái và khi dội như vậy thì quán niệm rằng là nguyện đoạn nhất thiết ác tay trái là cái tay chỉ xuống đất mà cái tay mà chỉ có con đường đoạn lạc khi tắm vào cái tay đó để gội sạch trần cấu gội sạch tam ác đạo trên lên phải thầm đọc cái câu là nguyện đoạn nhất thiết ạ à. sau đó mới rồi vào cánh tay phải đưa lên đấy thì phải đọc cái câu là nguyện tu nhất thiết thiện Và cánh tay phải là cánh tay chỉ cho gì thiện pháp tăng trưởng cho phải nguyện tu nhất thiết thiện cái gáo thứ ba là gội xuống dưới chân của Ngài để đọc cái câu là Nguyện độ nhất thiết chúng sinh Chân là để hành, để đi Đi làm cái gì? Đi làm Phật sự Đi để độ sinh Chứ không có chuyện là gội nước lên đầu Thế <laughs> này chúng ta mà cứ nhiều người là Cứ dội nước lên trên, trên đỉnh đầu của Phật Không được Đỉnh đầu của Phật không có dội nước Ta dội vào vai thôi Vai trái Phải nguyện đoạn nhất thiết á vai phải là phải nguyện tu nhất thiết thiện rồi vào cái phần chân đấy nó gối ở xuống đấy là nguyện độ nhất thiết chúng sinh và đây nó phù hợp với cái con đường của bồ tát đạo đây chính là tam tụ tịnh giới cho khi tắm phật thì chúng ta đừng cái quan niệm là chúng ta tắm cho đức phật mà chính là tắm gội cho thân tâm chúng ta cho nên muốn tắm phật trước hết chúng ta phải tắm gội cho chính mình phải sửa sang y phục tắm gội cho bản thân để sạch cái trần cấu bên ngoài nhưng mà quan trọng hơn ấy là tắm gội thế nào để sạch được cái trần cấu bên trong tâm mà khi mà trần cấu chúng ta mà sạch rồi ấy thì lúc bấy giờ ông phật ở trong tâm chúng ta tự sinh ra và chúng ta làm cho phật đản sinh trong chính tâm của, chúng, của bản thân mình ngã kim quán mộc ư như lai tịnh trí công đức trang nghiêm tụ ngũ trược chúng sinh linh ly cấu mà nguyện chứng như lai tịnh pháp thân nay con tắm gội cho đức như lai là bậc có đầy đủ giới định tuệ giải thoát giải thoát trí kiến trí tuệ quang minh đang ngự trên bảo đài nguyện cái gì nguyện cho chúng sinh ở trong cõi lâm ác trược này xa lìa được những cấu nhiễm mà cũng chứng được cái pháp thân thanh tịnh của phật đây chính là bài kệ tắm phật cho nên là chúng ta tắm phật thế nào để cho cho ông Phật trong tâm của chúng ta đấy, nhất thiết chúng sinh ra hữu Phật tính, tâm chúng ta đều có Phật. Làm thế nào để cho cái ông Phật ở trong tâm chúng ta được sinh ra? Thì lúc bây giờ chính là thời điểm Phật đản sinh. Chứ không phải là chúng ta tắm cho Phật đâu, chúng ta không không làm sao chúng ta tắm cho Phật được, để không? Tắm tôn tượng mang tính biểu tượng, nhưng đoạn nhất thiết ác, tu nhất thiết thiện, độ nhất thiết chúng sinh thì nhất định phật tâm của chúng ta sẽ xuất hiện. Cho nên không cứ ngày mùng 8 tháng 4, không cứ ngày rằm tháng 4 mà ngày nào giờ nào lúc nào Phật tử chúng ta tăng ly chúng ta đoạn nhất thiết ác, tu nhất thiết thiện, độ nhất thiết chúng sinh thì lúc bấy giờ Đức Phật Thích Ca, Đức Phật Di Đà cho đến 10 phương chư Phật đều xuất hiện ở trong tâm chúng ta. Và lúc đó chính là ngày mà Đức Phật đản sinh. Và như thế thì một ngày 24 giờ, một năm 360 ngày, ngày nào, giờ nào, phút nào cũng là ngày Phật đản sinh cả. Lúc nào cũng là lúc Phật sinh ra trong tâm chúng ta cả. Như vậy mới là thiết thực để kỷ niệm ngày đản sinh của Đức Phật. Trong kinh dục tượng công đức thì có nói là cái nước tắm Phật ấy thì có làm gì được không? Nhiều người hỏi rằng là tắm xong nhiều người là chuẩn bị các thứ để múc mà mang về để vẩy xung quanh nhà rồi cho cả trẻ con uống với này khác để trừ tai trừ bệnh có phải không thực ra cái chỗ này gọi là linh tại ngã bất linh tại ngã thôi trong kinh thì chúng tôi duy nhất thì có nói thấy nói đến là à, khi tắm xong ấy thì dùng hai ngón tay hai ngón này dúng vào nước cái nước đã tắm đấy rồi để ngửa mặt lên cho nó rơi vào cái cái chán của chúng ta <laughs> một vài giọt và trong kinh nói rằng đó là nước cát tường. Chỉ có nói thế thôi, chứ không có nói là cái nước ấy trừ được tà, trừ được ma hay là làm gì cả. Và nói rằng cái nước thừa mà khi tắm Phật thì phải đổ vào chỗ sạch. Không được đổ vào chỗ ô uế, không được đổ vào chỗ có côn trùng. Và nhiều người cho rằng cái nước đó uống được nhưng bởi vì có một số là đun bằng nước ngũ vị hoặc là để hoa để hiếc vào nếu mà chúng ta không cẩn thận mà uống vào mà nó độc là là chết người lại bảo là đổ tại cho phật trong kinh không, không không có nói cái uống cái nước này chỉ có nói là chúng ta dùng hai ngón tay chấm vào nước đó và dò lên chán của mình để mình cũng được tắm gội cái cái hương thơm của phật tắm gội cái sạch cái câu ế để cho mình cũng được thanh tịnh giống như là Phật vậy. Thế trong kinh chỉ nói thế Còn cái công đức tắm Phật thì nói vô lượng vô biên. Và trong đó nói rằng là dựng tháp, tạo tượng thì có thành tựu 15 cái thứ công đức. năm thứ công đức. Tức là làm cho Phật được thanh tịnh thì làm cho thân mình được thanh tịnh. Làm cho Phật được trang nghiêm thì đấy là tạo cho thành tựu cho mình được trang nghiêm. Rồi phát sinh trí tuệ, rồi đầy đủ từ bi thì cuối cùng cho đến là thành tựu vô thượng bồ đề tức là thành tựu phật quả và đấy chính là nói ở trong cái một bản kinh là nói về công đức tâm được do vậy và những các ngày Phật đàn thế này và năm nay đặc biệt là trong cái tình hình là cả nước đang tập trung để chống dịch Trung ương giáo hội cũng đã có cái sự hướng dẫn rất cụ thể cho cái việc tổ chức kỷ niệm hướng về ngày Phật đàn tuy chúng ta không tập trung đông người nhưng chúng ta mỗi gia đình Phật tử đều có thể tiến hành được Chúng ta có thể thiết lập ban Phật vườn lâm tỷ ly tại gia Rồi một tôn tượng nhỏ với ý nghĩa như vậy Chúng ta tụng cái bài khánh đản Rồi thực hiện cái nghi thức tắm, tắm Phật Cho bản thân mình, gia đình và những người xung quanh có thể tham dự Hoặc trong các chùa chúng ta có thể tiến hành từ ngày mùng 8 cho đến ngày 15 À, giãn cách để đảm bảo cho nhân dân Phật tử đều có thể đến chùa hưởng cái mùa, mùa Phật đàn. Khi mà tâm chúng ta an ấy, thì thế giới an, tâm tịnh thì quốc độ tịnh. Khi chúng ta tắm Phật giữ được tâm thanh tịnh thì công đức nó tự phát sinh. Khi công đức nó phát sinh ấy, thì tội trướng tự tiêu trừ. Cũng nhờ vào công đức đó để chúng ta hồi hướng cho thế giới được hòa bình, chúng sinh được an lạc bệnh dịch được đẩy lùi và mọi sự bình an trong cuộc sống sẽ trở lại với chúng ta trong mùa phật đản năm nay với kỷ niệm đức phật đản sinh đầy ý nghĩa như đã nói ở trên mong rằng các phật tử chúng ta cùng chiêm nghiệm những các ý nghĩa trong sự kiện đản sinh của đức phật chúng ta hiểu đức phật hơn sẽ thấy tự hào hơn về đấng tối cao của chúng ta Vị giáo chủ bậc thầy của trời người Và cố gắng thực hiện làm thế nào Tu tập thế nào Để cho Đức Phật trong tâm chúng ta được sinh ra Và như thế đấy chính là chúng ta thiết thực nhất Kỷ niệm ngày đản sinh của Đức Phật Cầu mong hào quang từ bi trí tuệ của Đức Phật tỏa khắp thế gian đem lại hạnh phúc hòa bình cho nhân loại và chúc tất cả chư tôn đức tăng ly quý vị phật tử mọi người có một mùa phật đản hạnh phúc và an lạc a di đà phật